Xin chào bạn, tôi là Tâm Hồ đến từ trung tâm giải pháp kinh doanh đồ uống autoshop.com.vn. Và ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn một quầy bar chuyên nghiệp cần những dụng cụ, thiết bị như thế nào. Mời các bạn theo tôi ạ. Và đây là tổng quan quầy bar của bên Vietdrink. Như các bạn đã thấy thì nó nhìn thấy khá là nhiều máy móc. Sau đây thì tôi xin giới thiệu chi tiết từng các loại máy móc cho các bạn. Và đây là chiếc máy đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Như các bạn thấy, đây chính là chiếc máy dập nóc tự động hoàn toàn của hãng Fed. Hiện tại cái máy này thì được dùng rất là nhiều ở tất cả các cái quán trà sữa như các bạn thấy. Thì chức năng cơ bản của nó là dập cốc, nhưng mà nó có một cái đặc điểm đó là dập được tất cả các cái loại cốc từ 500, 700, 350. Và đường kính của các cái loại cốc thì nó theo các cái khoang này, chúng ta sẽ để sao cho nó phù hợp. Và đây là chiếc máy thứ hai tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Chiếc máy này thì là máy đảo trà, tên của nó là eBlender, đều của dòng Fed. Thì máy này thì nó có đa chức năng luôn. Nó có thể giúp chúng ta có thể đảo trà nhanh, ủ trà, đánh kem chi, làm sinh tố lá xay. Một cái đặc điểm nhấn mạnh của nó là nó có thể giúp chúng ta ủ trà nhanh. Bình thường thì chúng ta ủ khoảng 10 phút. Và đây là chiếc máy thứ ba tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn. Chiếc máy này thì có tên là OmiBlend. Dòng này thì là dòng chuyên dụng cho các cái loại đồ uống sinh tố như là đá xay, sinh tố hoa quả. Máy của nó thì gồm thiết kế một máy và một cối. Chiếc máy này thì lưỡi của nó được làm bằng thép, khá là bền. Nó có thể đánh xay khô, xay ướt, xay thịt, xay sinh tố, nói chung là đa chức năng luôn. Thì cái máy này là một cái dòng máy rất là chuyên dụng, không thể thiếu cho các cái quán mà muốn làm các cái đồ uống đá xay hay là sinh tố. Và đây là chiếc máy thứ tư, cây đun siêu tốc. Thì chức năng của nó là giúp thay thế cho các cái loại bình đun siêu tốc cho các cái cửa hàng. Ví dụ như là một cửa hàng chúng ta cần dùng 2 đến 3 cái bình đun siêu tốc, thì nếu mà chúng ta cắm cùng một lúc như thế thì cái nguồn điện tiêu năng của nó rất là lớn, không tốt. Với cả cái thứ hai là thì cái máy này có một cái đặc điểm, đó là giúp chúng ta đun nước siêu nhanh, 10 lít nước đun sôi trong 10 phút và đun ở cái nhiệt độ theo yêu cầu của chúng ta. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cái máy này thì chúng ta có thể cài đạt được cái nhiệt độ sôi mà mong muốn, như 80 độ C, 100 độ C, 120 độ C theo yêu cầu của chúng ta. Và lượng nước thì nó cấp vào liên tục nên là không bao giờ hết nước ở trong bình được. Chiếc máy thứ 5 mà tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó là chiếc máy định lượng đường. Đây ạ, hình ảnh của nó đây ạ. Chiếc máy này thì giúp cho chúng ta có thể đong nhanh và chính xác nhất một cái lượng dung dịch đường mà chúng ta yêu cầu. Trên máy thì nhà thiết kế đã định mức sẵn cho chúng ta các cái định mức như là 5ml, 10ml, 15ml ở đây. Và các cái định mức này thì chúng ta có thể thay đổi theo yêu cầu, ý muốn của chúng ta. Cái bộ sản phẩm thứ 6 này mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ý là chiếc bình ủ giữ nhiệt. Thì cái tên của nó thì cũng nói lên được phần nào rồi ạ. Có nghĩa là nó dùng để giữ nóng, giữ lạnh cho cái nước cốt trà của chúng ta. Thì cái bình này đang ở cái dung tích là 8 lít này. Trên thị trường thì nó có 4 dòng, loại 6 lít, 8 lít và 10 lít. Cấu tạo của cái bình này thì như sau ạ. Cái bình này được cấu tạo bằng cái inox 304. Thứ nhất là cái inox này thì trông nó khá là sang, sạch sẽ. Cái thứ hai là cái độ an toàn cho cái sức khỏe con người thì nó đảm bảo. Cái thứ ba đó là ở trong hai cái lớp inox này thì cái lớp giữa của nó là lớp chân không, thì giúp cho cái nhiệt độ được giữ tốt hơn, nó không bị tán xạ nhiệt ra bên ngoài. Bộ sản phẩm thứ 7 mà tôi muốn giới thiệu tới tất cả các bạn đó là chiếc máy đánh kem này. Chiếc máy đánh kem này thì nó có công dụng là đánh kem chi, kem mặn, nhào bột. Như các bạn thấy thì gồm một máy và một cái cối. Cái cối này của nó thì dung tích khoảng 5 lít, đủ cho nhu cầu trong một ngày, trong một quán trà sữa. Trên thân máy thì có các cái núm điều chỉnh tốc độ này, cơ bản, nhanh, chậm, dần đều, cho phù hợp các cái nhu cầu đánh các cái loại trà, loại bột theo cái mục đích của chúng ta.
Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu tổng quan các cái thiết bị trong một quầy bar, trong một quán trà sữa chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.